nhỏ xíu hả? Trăng thanh sáng rực vườn đào, ai thèm trái chín hãy vào nơi đây. Dạ, ở đây có ai thích thèm trái cây không ạ? Có ai không ạ? Không có ai cả, em ăn một mình. Trời ơi, hôm nay sao mà nó nóng quá vậy nè? Sẵn có cái duyên em phải tắm thôi. Em rất là thích tắm, cho nên là tất cả mọi người trong làng này đều gọi em là cô tắm. Tắm là phải gội đầu. Em làm gì vậy bóng? Chị Tắm ơi. Em làm gì vậy chị vậy Tắm? Em làm gì chị Tắm chị bóng? Em đập đầu chị á. Tại sao lại làm như vậy? Trời ơi, mấy bữa nay hả chị không có cho em ăn. Bây giờ em đói bụng, em suy dinh dưỡng quá rồi. Chị coi nè, em ốm nhơm à. Hên là chị cho em ăn ít đó. Chứ không thôi là chị đập mẹ cái giếng này chị bỏ rồi. Ủa? Cái này là cái giếng hả chị? Cái giếng đó. Trời đất ơi, bữa rày em tưởng là chị quăng em ở cầu cá không á. Ừ, nếu mà ở cầu cá thì em biết em ăn cái gì mà em lớn như vậy rồi nha. Thôi, em giận chị quá. Thôi, chị nghĩ không sao mà em ăn cái đó. Thôi, giận, giận, thôi, không chơi nữa. Nè, đây chị lấy đồ ăn cho ăn nè. Con bé này hay giận quá. Nè, bóng bóng bang bang. Bóng bóng bang bang. Bóng bóng bang bang. Lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta. Chứ ăn cơm hầm cháo qua nhà người em nha. Dễ thương quá à. Bóng bóng bang bang. Chị Tắm à, chào em à, chị đang làm gì dạ? Chị có làm gì đâu, chị đang tắm. Chị tắm á, chị cầm gì dạ? À, chị cầm cái bánh bò thốt nốt. Chị đói á, chị ăn. Chị không có làm gì hết. Cái chén nó bằng cái gì dạ? Chị kêu cái bánh bò mà xem kêu cái chén. Cái này hả? Cái này nó bằng muối. Tôi không có hỏi chất liệu. Chị em hỏi cái gì? Tôi hỏi bà được cái gì? Chè em ăn không? Biết coi. Em được. Em được. Ngon quá vậy? Ủa đâu vậy? Chị coi bà. Bà ăn một mình tôi bét mẹ nha. Đừng nha. Đừng bét mẹ. Chị xin em đừng bét mẹ. Tôi bét mẹ đó. Đừng. Em ơi, bây giờ á, chị đã làm hết công chuyện nhà rồi. Bây giờ ở ngoài đình á, có một cái lễ hội rất là dễ thương à, lễ hội à, làm lộ đó. Cho nên là em xin mẹ cho chị đi nha. Bà bước qua đây nghe tôi nói chuyện nè. Bà giặt đồ chưa? Chị giặt rồi. Lau nhà chưa? Làm rồi. Rửa chén chưa? Rồi. Quét nhà chưa? Rồi. Lau nhà chưa? Rồi. Đốt nhà chưa? Đổ rác chưa? Chị làm rồi, chị làm hết trơn rồi. Bây giờ em làm ơn em xin mẹ cho chị đi đi. Chị xin em. Sao cái gì mà có làm gọi cho người ta? Phải có cách gì đó không cho bà đi. Được. Em cho chị đi. Nhưng mà đâu dễ vậy bà. Chứ sao nữa. Bây giờ chị phải làm cái gì nữa em mới cho chị đi. Bà đợi tôi chút nè, tôi phải xử ông này. Bây giờ em khó quá à. Đợi xíu đi. Thiệt sự luôn á. Rất là khó luôn á. Không những khó cho em mà còn khó cho chị nữa. Bà cáo ơn tôi đó, bà im để tôi kêu mẹ ra. Mẹ ơi, mẹ. Có chuyện gì nói cho mẹ coi. Sao? Tao á, tao đang làm lộ ở trong chưa có xong nữa. Mày kêu tao ra rồi. Trời ơi, tao chưa làm cái ngực đó là con quỷ. Trời đất ơi, rồi sao? Có chuyện gì? Chị Tắm chỉ đợi đi hỏi kìa. Mày cho biết nó giả lộn. Con mẹ bảo qua lại. Bà cho bà đi là con hả? À, cái đó giống con gái mẹ mày. Ủa đang chửi tao hả? Xô vậy? Sao Tắm con? À, dạ. Con muốn đi hội hả? Dạ, con đã làm hết công chuyện ở nhà rồi. Bây giờ mẹ cho con đi hội nha. Người ta nhìn vô, người ta thấy á, mà không cho con đi hội thì nói là mẹ ghẻ con chồng. Ác hoặc là mấy đứa đứa có xương, mấy đứa đẹp đứa con chồng. Cho nên là mẹ sẽ cho con đi nha, với một điều kiện. Điều kiện đó? Dạ, mẹ cứ nói con có thể làm hết tất cả mọi chuyện. Cảm. Dạ. Mẹ đi vô lấy cho mẹ hai cái bình nước ở đây. Điều kiện dễ lắm con. Dạ.
con dán nha. Dạ theo con luôn đó. Dạ con có thể làm tất cả mọi thứ. Con hứa nha. Dạ. Lần này mẹ sẽ cho con làm ảo thuật. Dạ nước đây. Cảm, con chúc vô cho mẹ Messi pha với không đổi cho con. Tao là mẹ mày đó con quỷ. Tao là mẹ mày chứ không phải mày là mẹ tao. Mày muốn nói gì mày nói nha nha. Xin lỗi mẹ. Nhớ cầm giùm con mẹ. Rồi để mẹ cầm. Dễ lắm tắm. Con yên tâm nha. Không có sao hết trơn á. Mẹ hiền lắm. Cho nên là mẹ không có cho làm cái gì mà cho con cái kiểu như là quá khó khăn với con hết trơn á. Yên tâm. Con quỷ mày uống hết rồi. Tao đâu có kêu mày uống. Mày pha hai cái nước này vô cho tao. Ai biết tưởng đâu cái khác nước cho uống. Trời ơi, mày gan quá. Pha nhanh lên. Nhanh lên cho mẹ. Rồi. Dung dịch đã hoàn thành. Bây giờ con muốn đi hội đúng không? Bây giờ con sẽ uống hết cái này hả mẹ? Con uống được không? Như vậy con cầm đi. Con hãy tách Messi ra Messi, không độ ra không độ, rồi mình đi hội nha con. Chưa. À dạ. Đi có gì nữa hả mấy cái này dễ mà. Xong rồi mày cho con đi hội. Ở nhà thật vui vậy. Mày đợi con một xíu. Rồi mày đợi. Mà tắt như thế nào? Alo. Dạ con nè cô Dương. Dạ dạ con nè. Cô Dương nào? Dạ cô Dương nào? Cô Dương là cái cô dạy con năm cấp 3. Dạ cô dạy con môn quá cho nên cả trường gọi cô là Dương quá. Ủa cô thì tên Dương quá vô dạ, lý con dạ, thật là vô lý. Dạ dạ cô Dương hả cô Dương. À con có một cái nhiệm vụ rất là khó khăn bây giờ nè con. Dạ cô giúp con nha. À dạ con có hai cái dung dịch mất nhãn. Dạ dạ trộn vô trong một cái lọ. Bây giờ cô dùng cái phương pháp hóa học nào? À cô tách hai cái dung dịch này ra giùm con nha. Dạ cô làm được hả cô? Dạ mẹ ơi cô làm được. Chị em ơi chị làm được. Bây giờ con đi nha, con đi nha. Con đi làm liền con. Nha. Dạ dạ con đi làm liền nha mẹ. Mẹ chúc con may mắn. Rồi sao? Có chuyện gì? Nói cho mẹ nghe coi. Bà đổ hai này vô rồi bà làm sao? Mày đang có chuyện gì nói với tao thì mày nói nhanh lên. Dạ. Tao biết nên tao mới tống cho nó đi đó. Dạ con có chuyện muốn nói với mẹ nha. Bớt điệu lại. Ê bớt điệu lại nha. Nói chuyện rõ nhẹ. Thật con thấy chị tắm á. Chị tắm sao? Chị đi ra ngoài đồng ngoại á. Đi ngoài đồng làm cái gì? Sao mà chị đi về nhà mình á? Nhanh lên quỷ. Hết giờ bây giờ. Chị bay lên cái giếng nè. Rồi sao cái giếng? Chưa. Chưa. Ghê lắm. Sao? Trời ơi ghê lắm. Nói cho mẹ nghe coi. Chuyện gì? Cái giếng ghê lắm. Trời ơi. Cái giếng có gì đâu mà ghê. Sao? Cái gì vậy? Cơm. Con quỷ. Cơm ở trong nhà không ăn. Đi ra ngoài ăn cơm cặn, cơm thừa, cơm thiêu. Mày bị khùng hả? Đâu có khùng. Chứ đâu ra? Con đâu cũng đâu có ăn. Rồi chứ đâu ra? Con tắm đúng không? Đúng. Con tắm nó lấy cho ai ăn? Nó lấy cơm cho ai ăn? Lấy cơm cho bạn đúng không? Lấy cho bạn đúng không? Tao mà tao biết con tắm á mà nó lấy cơm cho ai ăn, tao bẻ cổ, tao dặn hồng nó ra. Chiếc cơm ngon. Rồi sao nữa? Kể cho tao tiếp. Rồi cái con thấy chị tắm chị nói gì nè. Nói sao? Chị kêu bình thường á, chị đâu phải là chị tắm cám. Ừ, chứ mới kêu sao? Chị kêu vậy nè, kể cho nghe. Đâu, sao? Bà chỉ vô giếng bà nói gì nè. Nói gì? Bóng bóng bê đê. Ai tao nói nghe nè, bóng bóng bê đê là hai đứa mình đó. Hai đứa mình nha. Ừ. Mày nói lại cho tao. Đúng, chính xác. Để con nhớ lại. Nhớ lại. Nhớ, nhớ kỹ lại, bình tĩnh. Nhớ nha, lại. Nhớ lại. Sao? Câu này đúng. Bóng bóng lô lô. Ê, ê, tao nói mày nghe nè. Dòng này mày muốn vô xin lớp hay mày muốn bị loại? Mày nói mẹ tiếng đi. Hả? Mọi người thông cảm nha, tại vì cám em hôm qua đi tiêm filler em bỏ á. Ờ. Trào lên cái não á, lắp luôn cái tiếng nói rồi bây giờ quên trời. Mẹ cho con một cơ hội cuối cùng để cho con nói. À, câu này là thần chú như vậy nè. Oh,
đúng không? Cám. Mình đọc câu thằng chú kêu con cá bóng lên mà tao nhìn thấy nó giống con cá bóng hay con cá dồi vậy mày? Cá bóng. Tao là tao thấy nó giống con cá dồi hơn. Thì con cá dâu nó bị bóng gì? Mày làm tao hoang mang cái gì? Trời đất ơi. Cơm nhà không có ăn mà bà nuôi. Trời ơi trời. Ôi ôi, con cá bóng lần đầu tiên trong đời tao thấy. Như con lăng quăng bị bụt tạ vậy trời. Cám. Dạ. Bắt nó mà thịt cho mẹ. Mày hả bóng? Bóng đi ra đây. Mày rồi rồi, gất cái đầu luôn rồi. Bóng ơi, mày xin lỗi em. Nhưng mà chị phải làm thịt em thôi. Chị thèm quá rồi. Mẹ ơi, trời ơi, cái mẹ ngon quá. Mẹ ơi. Trời ơi, nó bự. Mẹ cho em ơi, con báo cho hai người một tin mừng. Dạ. Yeah. Dạ, con đi nửa đường, cái con khác con uống hết. Cái ly nước hồi nãy. Uống hết chưa? Ủa, hai người đang làm chị gì? Tâm ơi, cứu em. Chị Tâm ơi. Coi chắc mày che được tao. Hai người đang làm gì em con vậy? Bông hèn có sao con bông? Chuyện như thế này. Bông hèn có sao? Ủa? Mày làm cái con, hay là mày làm con nặng nặng vậy? Hả? Em có sao con bông? Đừng tập dưỡng sinh nữa bông. Em có sao con bông? Chị gian nha. Mẹ ơi, con gian gì lắm. Gì con lại gì? Đừng làm gì em bông. Dì ơi, con lại gì? Con giấu mẹ nuôi cá bông hả? Mẹ đã cho phép chưa? Đi hả? Cám. Dạ. Xử nó cho mẹ. Chị xin em đừng có đánh chị. Mẹ ơi. Mà thấy cái báo không lên không? Chị ơi đừng có đánh. Tôi là dữ lắm. Vừa bụng tao được. Dám làm sao chị sau lưng tao hả? Bà đi vô. Bà. Ủa? Đi vô này chỗ hai tôi quýnh lộn. Bà đi vô. Ủa tao đang thi mà. Bước bà vô đi. Con này. Bà gan lắm. Bữa nay bà dám chửi mẹ tôi ha. Chị xin lỗi em đừng có đánh chị. Đừng có đánh chị. Vô con cố lên. Hey. Trời ơi, con ơi, có sao con? Trời ơi, mày đánh chị mà chị xin lỗi. Mày dám đánh con tao hả Tâm? Con dám đó mẹ. Mẹ ơi, mày. Mẹ ơi, con dám bắt mẹ. Mẹ ơi, con dám. Mẹ có sao hôm nay mày? Mẹ có sao không? Mày gan lắm. Mẹ có sao quỷ? Mày gan lắm. Bữa nay mày dám đánh tao luôn. Em có sao? Con cá nào? Đánh ra. Mày bắt con cá bóng vô làm cá bóng giả cày liền cho tao. Bóng ơi, theo chị nè em. Bóng ơi, em theo chị vô đây. Trời ơi. Mẹ ơi. Mày đi theo cản nó đi. Tao đứng ở đây đọc hội nội tâm xíu. Dạ. Dạ, để con đi theo con làm thịt phụ chứ nó bự lắm, nó làm không hết. Trời ơi. Nó đánh một cái muốn kẹo cái lưng luôn á. Lần đầu tiên trong đời chuyện cổ tích. Con Tắm, nó đánh gì ghẻ. Chắc chỉ có Sài Gòn Tân Thời này quá. Đau lưng quá mọi người ơi. Cám, mày làm thịt con bóng xong chưa? Mang ra đây cho tao. Dạ. Yeah. Nè. Mẹ thấy con hay không? Nhanh quá vậy. Bắt cá bóng con nó giặt em quá. Con nằm ngủ giặt trong cho mới làm cho mẹ. Trời ơi, nhanh quá. Nhậu con ơi. Trời ơi, tôi nói ha. Thịt cá bóng nó giờ thơm gì đâu. Ghê ghê. Thịt cá bóng gì kỳ vậy? Ủa, ăn bánh bò vậy con? Sẽ ra biết. Công tôi làm mà bà nói là tôi giả bà nghe. Trời ơi, giờ tao không biết đâu tao là mẹ mày hay là mày là mẹ tao nữa. Mẹ kỳ quá. Ai, quỷ. Từ từ. Ăn nè. Ủa, con ơi, thơm 10 bún đậu mắm tôm kỳ vậy. Ai mẹ thơm. Mẹ thịt cá bóng hay là mẹ thích xì ke vậy con quỷ? Thơm mà, xem miếng nào. Sao vậy? Cá ngon quá hả? Ủa vậy coi cá ngon. Mẹ khó thở quá con ơi. Mới bị Covid xong. Hình như đây là triệu chứng của hậu Covid hay sao? Khó thở trong mặt cái đầu quá, mẹ khó chịu quá. Thấy không? Bạn không biết nha. Mày tôi xin đưa bà đi ra ấy. Mẹ ơi, em ơi. Mẹ. Chị. Em ơi. Dì ơi. Dì có sao? Là mày ra tay đúng không? Chết rồi. Qua cái câu chuyện này, tôi mong rằng hai người sẽ rút ra một bài học. Đừng bao giờ đụng đến bóng.
Dạ hết.